Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên trang Apple Sun Studio. Và trên tay của mình đây, đó chính là chiếc MacBook hot nhất ở hiện tại. Không phải là chiếc MacBook Pro M2 hay là M2 đâu, mà đó chính là một chiếc MacBook Air M1. Một chiếc MacBook mà đã ra mắt từ năm 2020, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn nằm trong top những chiếc MacBook giá rẻ, đáng mua nhất dành cho các học sinh, sinh viên và các bạn đang đi làm. Vậy thì nó có điểm gì mà nó lại thu hút được nhiều sự chú ý như vậy? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau phần intro. Thực sự, MacBook Air là một trong số những cái thiết bị của Apple tăng giá theo thời gian. Nếu như mà các bạn truy cập vào đường link ở phía phần mô tả đến với cửa hàng Sun Store thì các bạn sẽ thấy rằng mức giá ở hiện tại loanh quanh 16 triệu đồng. Trong khi đấy, vẫn là chiếc MacBook Air này các bạn mua từ 4 tháng trước thì mức giá nó chỉ loanh quanh tầm 14-15 triệu thôi. Đấy. Và cái trường hợp này thì hoàn toàn giống so với một chiếc iPhone 12 Pro Max. Những chiếc máy mà ra mắt vào năm 2020 nó lại được rất là được lộc. Quay trở lại với cái mức giá 16 triệu đồng thì khi mà các bạn lựa chọn MacBook Air M1, các bạn sẽ có những gì? Chúng ta hãy cùng nhau đi qua từng thứ một. Thứ nhất, đó chính là một ngôn ngữ thiết kế phải nói là bền vững với thời gian. Nếu như các bạn là sử dụng chiếc MacBook Air M1 này thì các bạn sẽ thấy rằng là ngôn ngữ thiết kế này nó vẫn còn quá đẹp với cái cách hoàn thiện từ nhôm gần như là nguyên khối hết, nên nó rất là đẹp, sang trọng. Đặc biệt đối với các bạn học sinh, sinh viên, các bạn đi làm. Vậy nên là khi các bạn cầm chiếc MacBook Air M1 này, các bạn đi học tập hay làm việc ấy, thì nó đảm bảo cho chúng ta về độ sang trọng. Thứ hai, đó chính là ở đây các bạn ạ, MacBook Air M1 có một cái màn hình hiển thị rất tốt. Nếu không muốn nói là không có một đối thủ nào trong cùng phân khúc giá mà mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm sướng như là MacBook Air M1. Các bạn có thể là đem MacBook đi so sánh với bất cứ màn hình đến từ hãng nào khác đi. Thì MacBook luôn mang lại cho chúng ta cái chất lượng hiển thị nó cân xứng về màu sắc. Nên là các bạn, đặc biệt là phù hợp với các bạn chỉnh sửa hình ảnh, làm video trên máy tính, thì nên ưu tiên màn hình của MacBook Air M1 mang đến cho chúng ta một cái không gian kích thước vừa đủ với kích thước là 13,3 inch. Cùng với chất lượng hiển thị phải nói là xuất sắc trong tầm giá, nên các bạn sẽ không có điểm gì để chê trên cái tấm màn hình này. Điểm ấn tượng tiếp theo khiến cho người dùng rất yêu thích sản phẩm MacBook Air M1 đó chính là bàn phím. Một khi các bạn đang chán cái màn phím trên những chiếc MacBook Pro đời trước như ở 2016, 2017, 2018, 2019 thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển qua chiếc MacBook Air M1 này. Các bạn sẽ có một trải nghiệm bấm nó sướng hơn rất 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 nhiều lần so với cái bàn phím kia. Bàn phím butterfly ấy, bàn phím cánh bướm ấy, bấm nó cứ tạch, nó thành trình phím cực kỳ nông nên là bấm không sướng. Nhưng mà các bạn trải nghiệm qua cái bàn phím của chiếc MacBook Air M1 này, các bạn sẽ thấy rằng là nó beta phê luôn. Điểm ấn tượng tiếp theo khiến cho người dùng rất thích sử dụng chiếc MacBook Air M1 đó chính là trọng lượng của nó. Trời ơi, nó cực kỳ là mỏng nhẹ các bạn ạ. Nên là các bạn học sinh, sinh viên hay các bạn đi làm đi chăng nữa, cầm một chiếc MacBook đi bên cạnh kèm với cả bộ phụ kiện này đi chăng nữa ấy, thì cái trọng lượng của nó cũng chỉ loanh quanh 1,5 cân chưa đến 2 cân. Rất là sướng. Trong khi đấy, nếu như các bạn lựa chọn những chiếc máy tính đến từ hãng khác ấy, thường thì cái trọng lượng của nó rất là nặng, đặc biệt là cái củ sạc của nó quá trời là to luôn, nên là cầm đeo lên vai cũng rất là mỏi. Điểm ấn tượng tiếp theo khiến cho người dùng rất thích lựa chọn MacBook Air M1 đó chính là pin. Pin phải nói là quá trâu các bạn ạ. Nếu như các bạn đi học tập làm việc nhé, các bạn hoàn toàn có thể là không mang củ sạc đi theo thì chiếc MacBook này vẫn hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của bạn trong vòng một ngày thoải mái. Còn nếu như thực sự các bạn sử dụng những nhu cầu nặng nề như kiểu edit video liên tục thì mới cần phải sử dụng cái sạc thôi. Chứ còn mình hoàn toàn để khẳng định rằng đây là chiếc máy tính có cái thời lượng pin gần như là xuất sắc nhất trong phân khúc giá mà các bạn không thể tìm thấy một cái đối thủ nào mang lại cho chúng ta một cái trải nghiệm sướng đến như vậy. Nói đến chiếc MacBook Air M1 thì không thể không nói đến con chip. Đây là thế hệ MacBook đầu tiên mà Apple chuyển sang cái dạng
chip ARM nó tích hợp nên là nó rất là mượt, nó rất là mát và nó lại cực kỳ tiết kiệm pin. Nên là khi mà các bạn trải nghiệm trên cái con chip này, các bạn sẽ cảm nhận được cái độ mượt của nó rất là sướng này. Học tập hay làm việc hay là edit video trên chiếc MacBook Air M1 này đều thể hiện một cách cực kỳ xuất sắc. Ngoài ra thì về phần yếu tố phần mềm cũng sẽ được nhiều người dùng rất yêu thích. Tại vì là nhiều người thì có quan điểm là lựa chọn MacBook sẽ an toàn và bảo mật hơn. Đấy. Lựa chọn Windows thì thường là sẽ bị hack hết các thứ ấy. Thì cái quan điểm này thì nó có đúng sai cũng tùy từng người. Nhưng mà mình thấy rằng là rất nhiều người lựa chọn MacBook vì cái độ mượt mà này, độ ổn định và cái bảo mật của nó cao. Bên cạnh đó thì với chiếc MacBook này thì sẽ phù hợp với các bạn lập trình viên nữa. Đặc biệt là đối với các bạn mà lập trình viên cho nền tảng iOS thì bắt buộc là các bạn phải dùng macOS. Các bạn code thì nó sẽ chạy mượt mà hơn, ổn định hơn. Tự chung lại thì có thể thấy rằng là với mức giá loanh quanh 16 triệu đồng thì MacBook Air mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm gần như hoàn hảo. Từ phần thiết kế bên ngoài rất đẹp, sang trọng, mỏng, nhẹ, thời trang. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hiệu năng rất tốt, thời lượng pin cực trâu. Màn hình của nó phải nói là xuất sắc và bàn phím của nó không còn gì để chê. Vậy nên là nó tăng giá theo thời gian cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt nếu như các bạn mua ngay ở hiện tại thì đang có chương trình Back to School tại Sun Store thì mức giá của nó đang được down xuống khá là hấp dẫn. Vậy thì các bạn đánh giá sao về chiếc MacBook Air M1 này? Hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.